Hello, xin chào các bạn ha. Nay đến với kênh của mình ha. Kênh của mình chia sẻ về cuộc sống gia đình, cuộc sống Sài Gòn. Nay tiếp tục mình giới thiệu với các bạn món bún bò nhà làm, bà xã làm. Cái đuôi bò trước á, mình nhờ gì mình đặt mua đuôi bò tại bả bán bún bò á, nên mình nhờ đặt mua cái đuôi. Mà đuôi bự lắm, chặt ra ninh lên chặt ra là tại vì mình không có cái dao chuyên dụng á. Rau muống, tô chuối nè, bà xã cũng đi mua về rồi ngồi bào ra rồi ngâm. Không có hành thì ăn tỏi ngâm đỡ. Rồi bây giờ mình mời các bạn ăn nha, mời các bạn dùng bún bò với mình rồi mình trò chuyện vui ha. Mời các bạn ha, mình vẫn chưa set up được cái view quay ăn món ăn cho nó đẹp á, nhưng mà thôi ngồi ăn dưới đây mình trò chuyện. Mình khoái ăn bún bò lắm, mình đảo bún bò luôn. Ăn cũng nhiều chỗ rồi. Bún bò Huế, bún bò Huế của món Huế, nhà hàng Huế các bạn. Đợt đó mắc cười lắm, tuần đó cuối tuần nó đi ăn ở trên Airmont Tân Phú á, ăn trong mấy bữa sau là thông báo là phá sản, đóng cửa dẹp tiệm luôn. Nghe nói nợ quá trời, nợ bao nhiêu luôn á. Nhà hàng món Huế, nhà hàng món Huế thì bún bò thì có nhiều loại đúng không, nhưng mà bún bò giò, bún bò nạc gì đó không biết, nhưng mà bún bò Huế thì lại không có giò nè. Cho các bạn coi cái đuôi bò cắt ra nè, bự lắm. Cái đuôi bò bự mình chặt, hai vợ chồng chặt khó lắm, phải chặt mấy khúc nhỏ, cái khúc đuôi á, xong rồi cái khúc gần lên tới cái xương cụt nữa là bắt đầu phải ninh một lúc bắt đầu mới chặt được. Một số bún bò người ta phải pha nước chấm rồi có hành ngâm đúng không các bạn, mình thích ăn cái đó. Còn nhiều người thì không pha cái đó. Mắm không em? Mình ăn bún bò hồi nhỏ là mình kể các bạn như thế này nè, là cái món gì mà các bạn ăn đầu tiên đúng không, thì các bạn cũng có nhớ cái hương vị đúng không, sau này các bạn lấy cái chuẩn đó để các bạn ăn một lần tới, ăn chỗ khác các bạn so tới cái lần cảm giác đầu tiên của mình á, là các bạn có nghĩ nó là ngon hay không. Thì thường mình sẽ lấy cái cảm giác đầu tiên của mình làm chuẩn, có nghĩa là có thể nó không phải là ngon, nhưng mà thường khi mà mình ăn những chỗ khác nó lạ miệng á, mà mình ăn chỗ đầu tiên mình quen rồi cái mình ăn chỗ khác lạ miệng á, thì mình nghĩ nó có thể là nó không hợp khẩu vị của mình. Thì mình cái lần đầu tiên mà mình được ăn bún bò là hồi đó năm chín mấy á, mình không biết, nhưng mà lúc đó chỉ có 4-5 ngàn một tô, lúc đó hủ tiếu gói thì 2 ngàn đúng không. Cái một cái bà hàng xóm, bà người Huế, đúng người Huế luôn, bà thuê ở đâu trong khu á, sau rồi về sau bà thuê kế bên nhà, bà bán bún bò Huế, nên mà ăn mình cứ cảm giác mình cứ nhớ hoài cái cảm giác của bà, lấy cái cảm giác của bà làm chuẩn, đó là bà người Huế mà. Này sau này nếu mà nấu like những người khác nấu không phải là mình không có hợp lắm. Nói với người Huế về cái bà bún bò đó, mình có câu chuyện này mà đến bây giờ luôn mình không biết luôn. Cả xóm, bả thuê kế bên nhà mình, rồi mình hỏi cái thằng bạn mình đó, nhà chủ nhà nó hỏi bả tên gì để mình nói chuyện, mình giới thiệu. Mà cái giọng bả Huế khó nghe lắm, hồi đó mình còn nhỏ nên mình cũng không có nghe rành nhiều tiếng địa phương. Hai vợ chồng mà cứ nói chuyện xong cái thấy rồi, hiểu không, cái tự nhiên người ta nói nặng tiếng quá, người ta vô người ta nói chuyện với mình đứng mình ngây hồ một hồi, người ta sẽ nói là hiểu không, cái tự nhiên đặt tên bả là bà Hiểu luôn. Rồi sau này cứ gọi bún bò bà Hiểu, chứ thật ra là cứ cô hiểu hoặc là, nhưng mà đến bây giờ cũng không biết bả tên là tên gì nữa. Bún này là mình mua bún khô em, xong rồi trụng ra hay sao? Ừ. Chứ không phải bún tươi nha, bún khô rồi đường trụng nước sôi ra. Mua mình để lâu được. Anh muốn bò thích anh thêm chả nữa không? Chả khoanh này, chả cây cũng được. Nhưng mà em thấy có cái thịt mình hơi nhiều quá nên thấy người ăn hút. Có lần là đi ăn bún bò ô bui á, quận Ngọc Hóa. Hồi đó mới quen bò chả rồi. Đi cho mình là lúc đó mình đi và đói mà đi làm đi chơi và đói không? Cái anh kêu là một tô đặc biệt đó. Bự nha, tô bự lắm nha. Hồi sáng mình ăn tái chả bình thường nhỏ, cái mà mình tô bự đặc biệt mà mình nhìn cái cảnh có cái tình huống này mắc cười lắm, là hai cái cặp kia á cũng đi vô ăn vô sau mình bưng ra cái tô mình bự chà bá, tại mình kêu tô đặc biệt mà. Cái hai con bé đó nó đi tới á, nó gọi món xong rồi nó đi tới xong rồi nó nhìn vô cái tô mình cái nó hết hồn, cái nó quay qua nó dặn tô nhỏ anh tô nhỏ. Nó cứ tưởng là tô ở trong đó là phải tô bự nên nó nhìn không ăn được, cái nhìn vô tô mình cái nó phải lật đật nó chạy ra cái chỗ kia nó kêu anh ơi làm cho em tô nhỏ nha, tô bình thường á. Thật ra là cái tô mình là ăn là tô đặc biệt bự. Tô đó đói thiệt đói mà ăn nổi thôi chứ quá trời đói mà làm ăn trưa xong rồi về chơi rồi ăn tối rồi ha. Chúng nó đi chơi với bà xã hẹn hò chứ chưa có cưới nữa. Đó. Huế thì mình cũng được đi du lịch tới đó một lần rồi, nhưng mà chưa được ăn bún bò Huế ở chỗ Huế đó. Chỉ có ghé ở Đà Nẵng thì ăn bún bò giò của Đà Nẵng rồi. Người ta cũng ngâm hành này cũng thấy ngon lắm. Huế ăn chè. Đủ thứ loại chè. Cũng còn nước lèo dưới nhà đó. Huế là o đúng không, là cô o nhớ o vui vậy, người ta đặt thương hiệu đó. Mình có một bạn mình là bà nó cũng bán bún bò á, rồi truyền công thức cho các con cháu á, ai muốn mở thì mở, sẽ đặt tên mẹ ơi á, cái mẹ ơi là mẹ ơi 1, mẹ ơi 2, 3, 4, 5 gì á, mẹ là bà đúng không, chắc là sứ Huế là của thời vua nhà Nguyễn nè, tới đó đậm kinh đô xứ Huế ha. Nói chung là tới đó về chè cung đình hay lăng tẩm xứ Huế hay mấy cái gì nó gợi nhớ trong một cái hoài niệm. Tất nhiên là mình không phải sinh thời phong kiến nó rồi, nhưng mà về mình thì hay thích đọc lịch sử, về cũng lịch sử Việt Nam rồi các về thông tin về vua Nguyễn á. Coi mấy cái đó nhớ cái phim cổ tích đó bố. Cái phim cổ tích đó. Rồi vua rồi. Các vị vua triều Nguyễn. Ghé xuống Huế này cũng đi lăng, đợt đó đi lăng gì ta, lăng đi được 2 lăng à, lăng vua Tự Đức với lăng vua gì nè, không có dịp đi vua lăng vua Khải Định. Nghe nói lăng vua Khải Định đó là làm kiến trúc, tại vì ổng sau này ổng theo Pháp á, nên kiến trúc lai châu Âu hay sao á, chắc đẹp lắm. Còn Lăng mua tổ Gia Long thì xa không có đi được, nó xa chỗ trung tâm kinh thành, nó xa. Cái giò, cái khúc đuôi á, chặt chặt ra. Đúng rồi. Mềm rồi bữa mình ăn giờ biết rồi là thôi, ăn cũng gần xong rồi nè. Chắc video dài ha, mình cũng kết thúc ha. Mong các bạn like ủng hộ kênh của mình ha. Nói chung ý tưởng làm video cũng không có nhiều, chia sẻ cuộc sống thôi. Cái nào mình nay nói về bún bò Huế, người Huế, có dịp mình nói về Đà Nẵng nữa. Hai vợ chồng đi du lịch trăng mật Đà Nẵng. Và mình đi cũng mấy lần Đà Nẵng rồi, có lại có một bạn thân ở ngoài đó. Rồi bây giờ mình kết thúc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.